Danh ca Tuần Vũ chỉ sau một đêm ngủ say tôi đã mất hết gia tài triệu đô. Con chim Phượng Hoàng Tuần Vũ nổi tiếng một thời với giọng hát êm đềm lại là một người có cuộc sống không hề phẳng lặng. Từ cuối thập niên 80, ca sĩ Tuần Vũ được mệnh danh là Phượng Hoàng của dòng nhạc vàng, sự nghiệp và tiền tài đang lên như diều gặp gió, thì đến cuối những năm 90, Phượng Hoàng Tuần Vũ phải ngừng bay một thời gian khá dài. Và đây là lần đầu tiên Tuần Vũ chia sẻ những uẩn khúc trong cuộc đời mình với không ít những cay đắng. Năm 1981, tôi từ trại tị nạn sang định cư ở Mỹ, người ta bảo lãnh tôi là một cặp vợ chồng già có hai người con. Là chủ một nông trại bò sữa trong một thành phố rất buồn ở Minnesota. Họ cho tôi đi học trung học rồi coi tôi như con và tôn trọng mọi quyết định của tôi, vừa học tôi vừa đi làm. Tuy nhiên, ở một thành phố mưa nhiều, lại không có người đồng hương, đồng ngữ, buồn quá tôi không chịu được. Và cuối cùng, tôi chuyển sang San Diego, tự thuê nhà và kiếm việc làm thợ hàn, tiện kim loại đồng thời làm tráng men cho các thiết bị điện ảnh, điện tử. Trong suốt 2 năm, từ đó, một anh thợ tiện tung hoành thành một phượng hoàng trong làng nhạc hải ngoại là một câu chuyện đầy ngạc nhiên. Nó được bắt đầu như thế nào hả anh? Mỗi một giờ tôi làm được 4 đô la so với chi tiêu hồi đó cũng là cao, nên cũng đủ trang trải cho việc đi nghe nhạc hàng đêm sau khi trải qua loại tiền như tiền nhà, tiền ăn. Cuối tuần, tôi thường đến các quán cà phê nghe nhạc, rồi có tham gia những đêm hát cho nhau nghe. Vào năm 1985, trong một nightclub, ca sĩ Trúc Mai đã phát hiện ra giọng hát của tôi, mời tôi thu chung một bài cho một cuốn băng của chị, cho Trung Tâm Thanh Lan. Từ bài hát trong cuốn băng đó, Trung Tâm Thanh Lan ấn tượng với giọng hát của tôi và khuyên tôi rời San Diego về Santana Lot để thực hiện cho việc ca hát. Dĩ nhiên, đó là một lời khuyên khá hợp lý vì người đó ở Việt rất đông và ca sĩ cũng khá nhiều. Về đây, với số tiền dành dùm được trong những tháng làm lụng, tôi đầu tư thực hiện cuốn băng gửi về em bán cho Trung Tâm Thanh Lan phát hành. Cuốn đó phát hành khoảng 50.000 và từ đó nó đưa anh thở tiền thành một ca sĩ được nhiều người biết đến. Cuốn kế tiếp tôi hát cho Phương Dung có tựa đề Tình Trạng Ý Thiếp, rồi từ từ những trung tâm khác như Giang Ngọc, Người Đẹp Bình Dương, Làng Văn mời tôi hát. Thời Tuần Vũ nở rộ nhất trong năm. Kể từ năm 1985 đến năm 1990, mỗi bài hát tôi thâu được với giá 1.000 đô la. Và mỗi một tháng tôi thâu được lên đến 20 bài, số lượng bằng của tôi lúc đó cũng là thâu nhiều nhất và bán được nhiều nhất. Tiền kiếm được, tôi sắm sửa nhà cửa, xe cộ, ngôi nhà lúc đó cũng to lớn, khoảng hơn 500.000 đô. Cuộc sống gần như đổi đời, tôi đi diễn châu Âu và quanh các nước Mỹ, đi đâu cũng được chào đón nồng nhiệt. Và một khoảng thời gian sau, khi tôi nổi đình nổi đám, anh ngừng hát trong vòng 4 năm, nhiều người nói về sự gãy cánh của Phượng Hoàng là đò, ăn chơi. Những người trong cuộc, sau đó một lời giải thích về quá khứ, anh sẽ nói gì? Tôi ham vui nên tôi không thể sống một mình và tôi cũng là người sống thiên về tình cảm. Yêu thích cuộc sống âm cùng, vui vầy, từ khi 20 tuổi tôi đã xa nhà và sống một cuộc sống cô đơn như bao nhiêu người xa lạ. Tôi chỉ nghĩ tiền bạc không thành vấn đề, tình cảm mới là điều quan trọng nhất, tình cảm vốn là thứ khó kiếm. Tôi có rất nhiều bạn bè vì mình nên được tiếng tăm và tiền bạc, rồi cuối cùng tôi bị lừa cũng là từ những người bạn đó. Tôi nghĩ mất tiền sẽ không khiến mình trắng tay, nhưng mất niềm tin mới là điều khủng khiếp. Tôi mất hàng triệu đô, rồi tới vài trung tâm băng nhạc nợ tiền tôi cũng không trả. Nhà tôi, bạn đứng tên. Rồi cuối cùng bạn lật kèo, đẩy tôi ra đường. Số tiền tôi đi làm nhiều quá, không gửi hết nhà băng mà gửi cho bạn. Tiền lấy, nhà lấy, một giai đoạn tiếng tăm của người nghệ sĩ, mất trắng do chính điểm yếu của mình, tin người và cần tình cảm, cay đắng và hụt hẫng, mất niềm tin về bạn, tôi bỏ hát, ngừng trong thời gian 4 năm. Tôi nghĩ, với tôi, bất cứ một người bạn nào cũng quan trọng và điều đó cũng lý giải tại sao thời gian hụt hẫng của tôi lâu đến thế vì nỗi buồn đó mà tự dằn vặt mình. Tôi không biết đó là không đáng,
Nhưng anh biết không, đây là người bỏ gia đình từ lúc mới trưởng thành. Hồi ở nhà ba má rất cứng tôi, có thể nói là cứng nhất. Qua Mỹ, tôi xem những người bạn như gia đình, để rồi bị như vậy, tôi không thể còn cách nào khác mà tự đày đọa mình như thế. Bởi vì cái giá của nó quá đắt, không chỉ là niềm tin vì phản bội mà tình cảm là bị phản bội. Thời gian đó tôi ngập trong nỗi buồn và tự tìm đến rượu để trừng phạt chính mình. Tôi uống một mình, uống khi nào cả thế giới xung quanh quay cuồng và mình cũng ngã, không biết gì nữa thì thôi. Tôi lang thang nhà một người bạn, mua rượu hàng lít, đóng cửa hàng, rồi tự nốc hết ngày này qua ngày khác. Sau 4 năm triền miên, nhà thơ Du Tử Lê, người nhà Nguyễn Sa, ca sĩ Lê Uyên là người nâng tôi dậy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.